Con xe này cả nhà mình nhìn xem, thiết kế bóng dáng rất đẹp mắt đúng không ạ? Đây nhá, một mẫu xe gầm chung số tự động. Động cơ của chiếc xe chỉ có 1.6 thôi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây, em và các bác mình cùng xem. Chiếc xe với thiết kế là cần số tự động, máy 1.6 thì chiếc xe này nó dao động tầm khoảng là trên dưới 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Một mẫu xe gầm chung đấy ạ, chứ không phải là gầm thấp hay là không phải là gầm cao đâu. Nhưng mà em thấy là cao hơn cả một số cái mẫu xe 7 chỗ, ví dụ như là con 7 chỗ kia đi. Cái 7 chỗ kia nó thấp hơn con xe này rất là nhiều các bác nhá. Nó thấp hơn, nó bé hơn. Dạ vâng. Đấy thôi. Và chiếc xe thì đây các bác nhìn thấy là có thiết kế cửa sổ trời và trần của xe là trần nỉ được bọc ni lông bên ngoài rồi. Và có thiết kế màn hình cam đùi. Đấy, màn hình giải trí Android cỡ lớn. Các bác nhìn xem rất là sắc nét đúng không ạ? Có cả cam hành trình rồi các bác nhá. Đấy. Và đây là cần số tự động của cái chiếc xe, để các bác xem. Đây là cần số tự động của xe đấy ạ. Và có khóa khiển nhá. Đấy, khóa khiển đây. Rồi các bác nhìn đây là vô lăng. Đấy, và vô lăng của chiếc xe cũng tích hợp một số những phím điều khiển ở hai bên đúng không ạ? Và giữa đây là cái phím còi các bác nhá. Đấy. Và vị trí này có tự ký an toàn đây này. Đấy. Rồi đây ạ. Đấy, còn rất là nhiều những cái chức năng khác nữa. Thì em mời các bác mình cùng xem chi tiết trong cái clip ngày hôm nay. Chỗ này có tự ký an toàn nữa các bác nhá. Và vị trí này cũng được ốp lốc này. Và loa của xe các bác nhìn này, đỏ chót luôn đúng không ạ? Chiếc xe này được mang tên là Kia Soul và được sản xuất năm 2008, đăng ký là đầu năm 2009. Đấy. Vâng, một mẫu xe 5 chỗ gầm cao được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Để các bác nhìn xem form dáng của nó, thiết kế nhìn rất đẹp đúng không ạ? Bác nào mà thích cái chiều cao, thích cái độ rộng thì các bác mình có thể là lựa chọn sang cái dòng xe này các bác nhá. Có xe thiết kế, bác nhìn xem rất đẹp mắt từ phần bên ngoài cho đến phần bên trong, từ phần đầu cho đến phần đuôi đúng không ạ? Và máy động cơ của chiếc xe này là máy của dòng Kia Cerato, rồi Kia dòng Kia Forte các bác nhá. Đấy, máy của nó giống hệt luôn. Đấy, có cái form dáng một số những cái khác thì nó khác thôi, còn thì về máy với số là nó giống hệt nhau các bác nhá. Đấy, trang bị thì các bác thấy là có na răng đúc. Đang đúc nguyên bản theo xe 5 chỗ kép và có phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Đấy. Chống trơn trượt, chống bó cứng. Dạ vâng. Có cảm biến lùi phía sau và có camera lùi phía sau. Đấy, chiếc xe được mang biển Hà Nội tên tư nhân. Con xe này các bác mua mình lợi được biển số các bác nhá. Đèn của xe này các bác nhìn này, đèn nó rất là mới luôn. Lốp dày các bác nhá. Và máy số của chiếc xe này là vẫn còn zin. Keo chỉ của xe cũng vẫn còn zin. Chiếc xe vẫn còn zin, chưa có lỗi các bác nhá. Đấy. Chưa làm lại và không hề có lỗi. Kể cả như là những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích nữa. Những cái đấy lỗi, à, những cái lỗi đấy là cũng không có các bác nhá. Hôm nay em quay là cứ bị đang bị khát nước cho nên là nói nó hơi bị lẫn một chút. Dạ vâng, ok các bác mình thông cảm nhá. Em quên chứ uống nước, bình thường là thì em phải uống nước trước cơ. Em uống nước trước thì em nói bao giờ nó cũng sẽ ngọt hơn, nó sẽ chuẩn hơn các bác nhá. Nó không bị lộn từ đấy ạ, lộn từ ngữ đấy ạ. Dạ vâng. Rồi ok. Đây các bác xem nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Là keo chỉ của nó vẫn còn nguyên. Đấy, keo chỉ của nó vẫn còn nguyên nhá, nguyên zin luôn. Lòng trong sơn si vẫn còn rất là sáng bóng đẹp. Bốn kính điện lên xuống rất là êm và nhẹ nhàng. Có chế độ cục gương tự động, chỉnh mặt gương. Và đây là chốt cửa, chốt trẻ em nữa các bác nhá. Bây giờ thì em đang quay chi tiết cho các bác xem đấy ạ. Các bác hãy ngắm kỹ vào. Rồi alo cho bên em để bên em sẽ tính toán và bớt cho các bác mình giá hợp lý nhất các bác nhá. Đây, những cái phần tắp đi cánh cửa ở đây các bác nhìn xem còn rất là ok luôn đúng không ạ? Ốp lốp xung quanh những cái vị trí tay nắm cửa ấy rồi. Đấy, chỗ này thì chỗ khô, chỗ ướt nhìn nó như vậy thôi nhá, chứ không phải nó bị loang hay bị nổi đâu. Đây, vách cửa đây. Đấy, bu lông này vẫn còn chấm sơn đẹp này. Sàn của xe được lót thảm trải sàn 5D rồi. Và đây là vách cửa, một số thông tin của chiếc xe là cũng đã được dán ở đây. Đấy, móc chốt khóa đây các bác nhá. Cột kèo đính tán nguyên zin nguyên bản, chưa bị mất một tinh nào cả nhá. Bên em đã kiểm tra rồi. Ghế da loại xịn luôn, các bác nhìn xem, ghế da vẫn còn rất là căng đẹp. Đây, ghế da vẫn rất là căng đẹp luôn. Chỗ này có tính an toàn này. Và chiếc xe thiết kế có hệ thống chống trơn trượt đầy đủ nhá. Đây, tem toàn tem Hàn Quốc thôi đúng không ạ? Bên trên đây có loa này, và bên trên đây cũng vậy. Đây các bác nhìn xem.
xe còn rất là sáng đẹp luôn đúng không ạ. Bánh tay và chỗ để đồ trên này các bác nhá, và có sấy sửa ghế đây, một này, hai này, hai bên hai ghế luôn. Ở chỗ này có cổng điện ra 12V đây và AUX đổi USB iPod đây các bác nhá. Những cái nút vặn của hệ thống điều hòa của xe còn đẹp, không bị mòn mờ. Loa âm thanh nghe rất là chất luôn nha. Chiếc này mà mình bật to lên đấy, nghe rất là hay luôn. Nghe rất là hay luôn. Hiện tại là em đang mở với cái nhạc bình thường thôi. Nếu mình bật nhạc feedback đấy thì nghe nó chất hơn nhiều. Chỗ này là gương chống chói nhá. Và đây các bạn nhìn xem, có sấy gương luôn, sấy kính chiếu hậu luôn. Côn của dòng này rất là dày và cứng chắc, rất là dày dặn và cứng chắc đây. Tay mở cửa ốp lốp rồi. Những cái phần nẹp cửa, nẹp kính của chiếc xe các bác nhìn xem nó không bị cong vênh gì cả. Kính của xe này vẫn là kính zin các bác nhá. Đây có số 8 đây này các bác nhìn này, đây có số 8 đây nhá. Đấy, vẫn là kính zin. Xe không có chỗ nào là xấu kém cả. Các bác mua về mình cứ thế dùng thôi, không phải sửa và không phải đầu tư gì nữa đâu các bác nhá. Xe sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Tuy rằng thì đây là một chiếc xe mà đời nó không cao cho lắm, thế nhưng mà về chất lượng của xe là vẫn còn cực kỳ là đảm bảo và ok. Các bác yên tâm dùng. Đây, các bác cùng cảm nhận luôn xem. Cái ghế da của xe còn căng đét luôn đúng không? Rất rộng rãi. Những cái chân ghế của xe các bác nhìn xem thì nó không bị han gì hay là mọt gì cả. Đây, vách cửa đây, cái bù lông ốp vít ở vị trí này các bác nhìn xem này, không bị han tí nào này. Vẫn một chất sơn luôn này, các bác nhìn xem. Quá tuyệt vời đúng không? Vâng, em đóng cửa bên đây lại nhá. Chút nữa em sẽ mở cả máy ra nữa cho các bác mình xem. Nước sơn của xe thì rất là mượt luôn. Tôn vỏ đẹp. Dòng này thân vỏ nó rất là dày, khung gầm dày. Vì nó là xe nhập mà, cho nên là nó sẽ dày dặn hơn so với những mẫu xe Việt Nam lắp ráp các bác nhá. Rồi cốp đồ to rộng, để đồ thoải mái luôn. Đây, mình nhìn xem. Ở vị trí phía sau này có loa nữa này. Xe thiết kế nó có 6 loa các bác nhá. 6 loa liền luôn. Nghe rất là chất. Chỗ này đựng đồ, để đồ đây mà dưới cùng thì là lốp dự phòng các bác nhá. 6 loa đấy là loa chính, còn thì có cả loa phụ nữa. Loa phụ 2 loa nữa là 8 loa các bác nhá. Và camera thì em thấy là thiết kế ở đây là có 2 camera. Đây. Ở đây một cam mà hay ở đây một cam đây các bác này. Đấy. Khi mình mở thì mình ấn đây nhá. Kia Soul đây là tên của xe đây này. Có gạt mưa rồi có đuôi gió. Rồi có cái phần anten, rồi có thanh gia lốc các thứ, không thiếu gì cả. Đầy đủ không thiếu gì nhá. Đèn trước đèn sau còn rất là mới luôn. Rất mới, em quay gần chút cho các bác xem này. Đấy, rất mới đúng không ạ? Hình thức form dáng đẹp. Thân vỏ không có chỗ nào là mục mọt cả các bác nhá. Keo chỉ của xe là không mất một phân nào cả nhá. Đây là keo chỉ của xe đây các bác này. Đây là cái phần keo chỉ nó nhô nhô lên này. Người ta gọi là keo chỉ nhá. Đây, đắp lô cánh cửa đây. Đắp đi cánh cửa đây. Để các bác xem hình thức đi. Xem hình thức mà được rồi đấy ạ. Thì alo gọi điện cho bên em nhá. Về chất lượng của xe bên em đảm bảo, bên em sẽ cam kết đảm bảo cho các bác yên tâm. Chất lượng của xe như là máy số, như là gầm bệ, như là tất cả những chức năng. Như về vấn đề pháp lý nữa các bác nhá. Cam kết hoàn toàn cho các bác yên tâm tuyệt đối. Đây mép cửa đây các bác nhìn xem, tất cả những bu lông, những phần nòng trong cái cửa rất là sáng xịn đấy các bác. Rất là sáng và rất là mịn luôn. Vâng, đây là một cái cánh cửa nữa. Hồi như là thì nó chỉ là hơi xước răm nhỏ một tí xíu thôi các bác nhá. Để các bác nhìn xem các bác thấy nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, bộ da rồi bộ sàn của xe này cũng rất là đẹp luôn, rất mới luôn. Loa bên kia cũng được trang bị, là loa nó có đèn đèn led màu đỏ các bác nhá. Đấy, nhìn chiếc xe chất hơn rất là nhiều đúng không ạ. Chỗ này có một cốp đồ và có cả cái nước hoa thơm để treo trên đây này các bác này. Chỗ này có cái tì tay,
thì tay để cho mình đỡ mỏi nhá. Dạ vâng, đấy là phần nội thất bên trong của chiếc xe Kia Soul này. Rất là đẹp và sạch sẽ gọn gàng. Bóng dáng đẹp chưa? Các bác nhìn xem này. Đây nhá. Nhìn như này thì rất là lạ mắt đúng không ạ? Dòng xe nhìn bóng dáng rất là lạ mắt. Phụ tùng thay thế thì cực rẻ và cực kỳ là nhiều. Vì nó dùng chung với lại Kia Cerato, Kia Forte mà, cho nên rất là nhiều đồ các bác nhá. Kiếm quay máy cho các bác xem là có đúng là máy của những dòng đấy không. Đây là đèn pha đây. Đèn pha xe rất là mới luôn này. Cabo xe cũng đã được dán một số vị trí rồi. Đấy, sơn xi bóng đẹp, thân vỏ căng đẹp. Gương có cả chế độ cụp nhá. Có chế độ cụp gương. Và đây có cả thẻ để cho mình đi cao tốc này. Đăng kiểm tháng 1 năm 23. Vâng, em mời các bác xem phần gầm của chiếc xe, sau đó thì quay lên máy nhá. Đây các bác xem này, gầm đẹp chưa? Đôn vỏ gõ kêu long con rồi các bác nghe này. Đấy, long con cả, đúng không ạ? Đây là chính diện phần đầu của chiếc xe mà em đang quay cho các bác xem. Rất là bố đúng không ạ? Con này thiết kế có cả cái body ở phần trên đầu này, cho nên là nhìn tăng độ hầm hố lên rất là nhiều đúng không ạ? Rất là nhiều luôn. Chiếc này đi ra ngoài đường thì nhiều người cũng chú ý thôi, bởi vì nó lạ mà, nhìn nó hơi lạ mắt chút đúng không ạ? Thiết kế form dáng hơi lạ chút. Và tiếp theo đây các bác nhá, máy số thì bên em đã kiểm tra rồi, các bác yên tâm, máy số zin, máy số ngon, của ngon này vừa zin các bác nhá. Dòng này máy nó rất là bền luôn. Và bên em thì có chương trình trao đổi các xe nhá, các bác có xe gì mình không muốn dùng nữa mà mình muốn thay đổi các cái này. Tính toán giá hợp lý là ok luôn, vào việc luôn các bác nhá. Đây máy đây, máy của nó rất là nhỏ gọn này. Các bác nhìn xem, khoang máy thì to thế nhưng mà cái củ máy của nó thì rất là bé, nhỏ, gọn đúng không ạ? Đây khoang máy đây các bác nhá. Khoang máy rất đẹp luôn này. Kia là cục pay abet được nằm ở vị trí trong kia. Và đèn của chiếc xe cũng đã được độ lên đèn siêu sáng rồi. Đây cái cục bên trong này là cục đèn độ các bác nhá. Đấy, cabo đây này, các bác nhìn xem. Toàn rất là đẹp luôn. Chất luôn. Đang nhớ đấy ạ. Bác nào mà đang quan tâm đến xe vốn rất tập tiền quanh quanh 300 triệu hoặc là hơn 300 triệu một xíu thì mình lựa chọn sang chiếc xe này nó quá ok, hợp lý đúng không ạ? Dòng xe này nếu mà những con xe mà nó là sự nó đẹp đấy, sự đẹp thì bên em phải bán lên cả là khoảng 340 quanh quanh tầm khoảng đó các bác nhá. Còn chiếc xe này với cái giá là bao nhiêu thì mình hãy alo gọi điện trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 và số online và số bên em đang dùng Zalo các bác nhá. Hãy alo trực tiếp để được biết thêm thông tin chi tiết. Giá thì bên em đưa ra thì vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng, cho nên là mình toàn có thể là yên tâm về giá cả các bác nhá. Về vấn đề sang tên đổi biển bên em hỗ trợ cho luôn. Bác nào mà cũng muốn sang tên đổi biển thì mình có thể để nguyên cái biển này, xong mình làm công chứng ủy quyền đi được, không cần phải sang tên nó tốn tiền đúng không ạ? Ship xe chuyển xe bên em hỗ trợ toàn quốc, bất cứ đâu toàn quốc luôn các bác nhá, toàn quốc luôn. Dạ vâng. Các bác mình đang ngồi xem, đánh tay nhấn like, nhấn chia sẻ để ủng hộ em với nhá. Cảm ơn toàn thể rất là nhiều, để các bác rất là nhiều ạ.